Bấm 5 huyệt vị này mỗi ngày, chắc răng khỏe lợi, khí huyết lưu thông, sống khỏe mạnh tới già. Ban biên tập chương trình xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Thưa quý vị, dân gian ta vẫn thường có câu thứ nhất đau mắt, thứ nhì rát răng. Đây là những sự khó chịu, đau đớn gây ra mệt mỏi trầm trọng cho người bệnh. Trong y học cổ truyền cũng quan niệm đau răng, nguyên nhân chính thường do răng bị sâu đến từ thói quen vệ sinh răng miệng kém, thói quen ăn đồ quá nóng hoặc quá lạnh hoặc quá cay khiến cho phong nhiệt đi vào sâu bên trong cơ thể. Vậy làm thế nào để đỡ được bệnh đau răng và chắc răng khỏe lợi? Chúng ta hãy cùng tham khảo trong video ngày hôm nay quý vị nhé. Bấm 5 huyệt vị này mỗi ngày, chắc răng khỏe lợi, khí huyết lưu thông, sống khỏe mạnh tới già. Dân gian ta thường có câu nói, thứ nhất đau mắt, thứ nhì đau răng. Đây là những sự khó chịu, đớn đau gây ra mệt mỏi trầm trọng cho người bệnh. Trong y học cổ truyền cũng quan niệm, đau răng là nguyên nhân chính, do răng bị sâu dẫn đến thói quen vệ sinh răng miệng kém, thói quen ăn đồ nóng, quá lạnh hoặc quá cay khiến cho phong nhiệt đi vào trong cơ thể. Như đã biết, trên cơ thể người sẽ có những vị trí huyệt đạo khác nhau và chúng đảm nhiệm các vai trò nhất định. Bấm huyệt giúp đả thông các huyệt đạo bị tắc nghẽn, từ đó diệt trừ triệu chứng giúp người bệnh cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Do đó, cách bấm huyệt chữa đau răng được khá nhiều người áp dụng và thực tế mang lại những hiệu quả nhất định. Hướng dẫn cách bấm huyệt chữa đau răng. Để thực hiện bấm huyệt đau răng, bạn cần chú ý một số cách sau đây. 1. Huyệt hợp cốc chữa đau răng. Huyệt đạo này nằm ở vị trí lõm phần giữa ngón cái và ngón trỏ. Trong y học cổ truyền, huyệt hợp cốc là huyệt thường đi kinh dương, minh đại và được gọi là huyệt khuôn mặt. Việc bấm huyệt đạo này sẽ giúp giảm đau răng nhanh chóng do kinh đại tràng di chuyển qua khu vực miệng, vòm họng và răng lợi. Hướng dẫn bấm huyệt đau răng. Bấm huyệt cốc rồi giữ nguyên trong vòng 2 giây, sau đó thả lỏng khoảng 1 giây. Thực hiện liên tục từ 3 đến 5 phút, đổi tay và thực hiện lại. 2. Bấm huyệt giáp xa, chữa nhức răng hiệu quả. Huyệt giáp xa có tác dụng chữa các vùng bị đau xuất hiện trên mặt và vùng cằm cổ. Đây là huyệt nằm ở giữa hai quai xương hàm vùng má. Khi cắn chặt răng lại, huyệt hiện lại ở góc hàm, ở trên bờ dưới xương hàm dưới. Khi bấm huyệt này, bạn nên ngồi ngay ngắn, chọn đúng vị trí của huyệt. Dùng ngón cái và ngón út sờ vào huyệt và giữ. Ba ngón giữa thì thẳng ra ngoài, sau đó lại dùng ba ngón giữa để xoa ấn lên vùng huyệt dưới cằm. Bấm đến khi buồn tê tê thì dừng lại. Mỗi lần thực hiện khoảng từ 1 đến 3 phút, thực hiện nhiều lần trong ngày, cơn đau răng sẽ thuyên giảm. Thường xuyên nhấn vào huyệt giáp xa có thể giúp làm giảm viêm tuyến giáp, đau chân răng. Bên cạnh đó, huyệt còn có tác dụng khá tốt đối với bệnh lệch mắt miệng, chứng méo mặt hoặc lác mắt. 3. Bấm huyệt giáp xa trị đau răng. Huyệt giáp xa có vị trí nằm ở tại khu vực giữa các xương quai hàm ở má. Khi nhai vị trí này sẽ bị lõm xuống. Huyệt đạo này có tác dụng trong việc chủ trì các vị trí đau xuất hiện tại cằm, cổ và mặt. Đây là huyệt giảm đau răng rất tốt. Hướng dẫn bấm huyệt nhức răng. Trước tiên bạn cần ngồi ngay ngắn, sau đó xác định vị trí của huyệt đạo. Sử dụng ngón út và ngón cái để sờ vào huyệt đạo rồi giữ nguyên. Ba ngón giữa phải đặt thẳng ra phía ngoài. Tiếp đến, dùng ba ngón tay này ấn vào xoa huyệt giáp xa, khi nào thấy tê thì dừng lại. Thực hiện mỗi lần từ 1 đến 3 phút, mỗi ngày nên áp dụng khoảng vài lần. 4. Bấm huyệt giảm đau răng, huyệt hạ quan. Hạ quan là huyệt đạo có công dụng tốt trong việc điều trị đau răng, nằm tại chỗ lõm ở dưới xương gò má và phía trước tai. Hướng dẫn bấm huyệt trị nhức răng. Sử dụng ngón giữa để áp vào huyệt đạo. Đầu tiên hãy dùng một ngón tay, sau đó sử dụng ngón giữa và ngón trỏ thực hiện day ấn huyệt hạ quan. Mỗi bên cần thực hiện khoảng 50 lần để cơn đau răng được tan biến. 5. Bấm huyệt trị đau răng, huyệt thái khê. Trong y học cổ truyền, huyệt thái khê được sử dụng rất phổ biến để điều trị nhiều bệnh khác nhau. Vị trí của huyệt thái khê nằm ở tại vị trí giữa đường nối của bở sau mắt, cá chân, trong và phần mép gót chân. Hướng dẫn ấn huyệt chữa đau răng. Sử dụng ngón cái để day vào huyệt thái khê khoảng 100 lần mỗi bên. thực hiện với bên còn lại. Mỗi ngày thực hiện 2 lần, cơn đau răng sẽ biến mất. Lưu ý cần nhớ khi bấm huyệt chữa đau răng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bấm huyệt chữa đau răng sẽ đem tới hiệu quả với một số trường hợp. Nhưng nếu muốn việc chữa trị đạt hiệu quả như mong muốn, bạn cần chú ý một số điều sau đây. Quá trình bấm huyệt trị nhức đau răng đòi hỏi cần phải bấm vào đúng vị trí của huyệt đạo và kỹ thuật thật chính xác. Vì thế, khi thực hiện, bạn cần sử dụng lực mạnh, song phải đảm bảo bản thân chịu được. Muốn hiệu quả tốt nhất, hãy lặp lại sau vài giờ. Khi điều trị nhức răng bằng bấm huyệt trong chế độ dinh dưỡng, cần bổ sung một số thực phẩm chứa vitamin, canxi để giúp răng chắc khỏe, ngăn chặn sâu răng. Ngoài ra, không nên bổ sung các thực phẩm quá cứng khiến răng bị niu bướu, bị tổn thương. Mỗi ngày phải tuân thủ nguyên tắc vệ sinh răng miệng sạch sẽ, đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày. Ngoài ra, cần phải kết hợp sử dụng thêm nước súc miệng và chỉ nha khoa. Tới nha khoa để thăm khám tình trạng răng miệng theo định kỳ và có phương án điều trị cho phù hợp. Xin lưu ý, ấn huyệt trị đau răng chỉ là phương pháp tạm thời giúp giảm bớt đau nhức, khó chịu cho bệnh nhân. Cách chữa bệnh này không hề giúp điều trị tận gốc nguyên nhân gây ra tình trạng đau răng. Do đó, nhiều trường hợp mặc dù đã bấm huyệt đúng cách nhưng răng vẫn đau. Với trường hợp này, tốt hơn hết bạn nên tới gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám. Tại đây, bác sĩ sẽ tư vấn, chụp chiếu để tìm ra nguyên nhân và có phương án điều trị dứt điểm. Bởi lẽ nguyên nhân gây ra đau răng thường khá phong phú, đa dạng. Tùy vào từng nguyên nhân và cách điều trị cũng sẽ có phần khác nhau. Ngoài bấm huyệt giúp răng chắc khỏe, chữa đau răng thì chúng ta nếu muốn cơ thể được khỏe mạnh, có thể học cách bấm huyệt bàn chân sau đây. Cách bấm huyệt bàn chân giúp cơ thể ngày càng khỏe mạnh. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu huyệt đạo quan trọng nhất trên bàn chân con người nhé. Bàn chân có 300 huyệt đạo. Mỗi vị trí huyệt lại có tác dụng duy trì hoạt động khác nhau, tác động trực tiếp đến sức khỏe của cơ thể. Vì thế, trước khi thực hiện cách bấm huyệt bàn chân, bạn phải hiểu và ghi nhớ những vị trí huyệt đạo. Như thế sẽ nắm bắt được tình trạng sức khỏe và ấn đúng huyệt đạo để chữa bệnh. 6 huyệt đạo quan trọng ở bàn chân thường được chú trọng trong việc massage, đó là huyệt sũng tuyền, huyệt nội đình, huyệt bát phong, huyệt thương khâu, huyệt thái sung, huyệt giải khê. Những huyệt đạo này thường được chú trọng khi bấm huyệt, massage bàn chân, bởi chúng liên quan mật thiết như đến cơ quan quan trọng trong cơ thể mỗi người. Nên khi bấm ấn đúng cách có thể hỗ trợ chữa trị và ngăn ngừa rất nhiều bệnh lý. Hướng dẫn cách bấm huyệt bàn chân đúng cách. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách bấm huyệt bàn chân. Lưu ý thực hiện đúng kỹ thuật và lực bàn tay phải để không làm tổn thương cơ thể nhé. 1. Huyệt nội đình. Huyệt nội đình nằm ở đầu sau của xương đốt thứ nhất của ngón chân giữa, ở giữa kẽ ngón chân thứ hai và thứ ba. Tác động huyệt này sẽ điều trị đau răng hàm dưới, chảy máu cam, sốt cao và trị được cả tình trạng đầy bụng khó tiêu, dây thần kinh ngoại biên số 7. Cách thực hiện rất đơn giản, chỉ cần bấm và giữ huyệt khoảng 3 phút sau đó thả lỏng. Thực hiện động tác tương tự với huyệt đạo ở bên chân còn lại. 2. Huyệt bát phong. Huyệt bát phong gồm 8 huyệt ở kẽ của các đốt ngón chân. Trong cách bấm huyệt bàn chân, tác động nơi đây sẽ giúp điều trị và ngăn ngừa các chứng bệnh về khớp như thấp khớp, chân sưng đỏ, tê mỏi, viêm đốt ngón chân, cước chân. Ngoài cách dây ấn, người ta còn thường sử dụng phương pháp châm cứu các huyệt đạo này để việc điều trị hiệu quả và nhanh chóng hơn. 3. Huyệt sũng tuyền. Vị trí của huyệt này ở điểm trũng của gan bàn chân, khoảng 1/3 lòng bàn chân tính từ mũi chân. Tác động huyệt này sẽ giúp cường thận, giải độc thận và điều hòa cơ thể rất hiệu quả. Dùng ngón cái ấn và day nhẹ nhàng trong vòng 5 phút. Nên thực hiện vào mỗi buổi sáng, mỗi ngày và uống thêm 1 cốc nước ấm để hỗ trợ việc cải thiện lọc thận. 4. Huyệt thái sung. Vị trí huyệt này nằm ở mu bàn chân, chiều từ khe ngón chân cái và ngón thứ hai kéo lên 2 thốn, bằng khoảng chiều ngang của 3 ngón tay giữa. Bấm huyệt thái sung sẽ giúp điều hòa khí huyết trong cơ thể, hạ huyết áp, chữa trị chứng mất ngủ, khó ngủ, rối loạn kinh nguyệt, ù tai, hèn suyễn và cả các bệnh về phế quản, đau khớp cổ chân, tiểu buốt, tiểu bí. Cách bấm huyệt là dùng ngón cái ấn một lực vừa phải lên huyệt đạo này trong khoảng 4 phút, cho đến khi có cảm giác bàn chân bị đau thì dừng lại và đổi sang chân kia. 5. Huyệt thương khâu. Huyệt thương khâu nằm ở gần dưới hõm mắt cá chân. Tác động huyệt này sẽ giúp lưu thông khí huyết từ lá lách đến các kinh mạch dễ dàng hơn. Đây cũng là huyệt có liên quan trực tiếp đến hệ tiêu hóa, nên có thể điều trị những vấn đề về tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, táo bón, tiêu chảy. Dùng ngón tay bấm vào huyệt này cho đến khi chân có cảm giác tê mỏi. Thực hiện từ 3 đến 5 lần mỗi bên, mỗi ngày để đạt hiệu quả tốt nhất. 6. Huyệt giải khê. Vị trí huyệt đạo này nằm ở điểm chính giữa nhấp gấp cổ chân, ngay trong phần hõm giữa gân cơ duỗi dài của các ngón chân. Chỉ cần ấn và xoay huyệt đạo một cách nhẹ nhàng khoảng 1 đến 3 phút, sau đó xoa bóp nhẹ nhàng vùng này để gân được thư giãn. Cách bấm huyệt bàn chân này là phương pháp chữa trị hiệu quả cho bệnh nhân về xương khớp, cải thiện tình trạng nhức mỏi, tê liệt chân tay, đau thần kinh tọa. Thực hiện cách bấm huyệt bàn chân kết hợp cùng một số phương pháp. Ngoài ra, bạn cũng nên kết hợp với một số phương pháp dưới đây để tăng hiệu quả trong lúc bấm huyệt. 1. Ngâm chân. Bạn nên ngâm chân với nước ấm, với nước thảo dược để kích thích huyệt đạo. Cách làm: cho thảo dược vào nước nóng, sau đó hơi chân trên chậu nước để lấy hơi thảo dược. Khi nước giảm bớt nhiệt độ thì mới bắt đầu ngâm chân để chân không bị bỏng. Trong lúc ngâm chân có thể kết hợp với những cách massage chân để tăng hiệu quả hơn. 2. Xoa bóp toàn bộ bàn chân. Phương pháp xoa bóp toàn bộ bàn chân cũng kích thích huyệt đạo rất tốt. Chỉ cần dùng tay trà sát dọc nhẹ nhàng khoảng 20 lần cho đến khi chân ấm nóng. Sau đó sử dụng ngón cái và ngón trỏ xoa bóp nhẹ nhàng các ngón chân dọc xuống gót là được. Một số lưu ý khi thực hiện massage bấm huyệt bàn chân. Sau đây, chúng tôi sẽ nêu ra một số lưu ý khi thực hiện cách bấm huyệt bàn chân. Bạn nên chú ý những điều này để không làm tổn thương đến sức khỏe của bản thân nhé. Hiểu chức năng và sơ đồ huyệt đạo trên đôi bàn chân. Tránh nhầm lẫn khi bấm huyệt, vừa không có tác dụng lại không tốt cho sức khỏe. Không bấm huyệt sau khi ăn no hoặc sử dụng rượu bia. Không bấm huyệt bàn chân khi đang có vết thương hở, bị đau hoặc bị chấn thương. Nên massage bấm huyệt cho bàn chân sau khi tập thể dục thể thao để thư giãn cơ bắp. Nên bấm huyệt theo thứ tự chân trái trước, chân phải sau. Không thực hiện bấm huyệt khi bệnh nhân đang bị sốt, đang có thai hay bị ung thư, viêm nhiễm cấp tính. Thực hiện xoa bóp bấm huyệt bàn chân với một lực vừa đủ, không dùng quá nhiều lực, nếu không có thể gây đau đớn và tổn thương. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như quý vị đã biết, trên cơ thể người của chúng ta sẽ có những huyệt đạo khác nhau và chúng đảm nhiệm các vai trò nhất định. Bấm huyệt sẽ giúp đả thông các huyệt đạo bị tắc nghẽn, từ đó diệt trừ triệu chứng, giúp người bệnh cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Do đó, cách bấm huyệt chữa đau răng được khá nhiều người áp dụng và trên thực tế đã mang lại hiệu quả nhất định. Ban biên tập chương trình vừa chia sẻ tới quý vị cách bấm 5 huyệt vị mỗi ngày để chắc răng khỏe lợi, khí huyết lưu thông. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn có một hàm răng chắc khỏe và đẹp. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.